Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi hồi sinh một em khủng long nữa nha các bạn. Ở trong đây thì mình còn 17 em chưa được hồi sinh nha. Đó, mình đã chia ra nè. Trời ơi, rất là nhiều luôn. Ôi ôi, chúng ta đã làm biết bao nhiêu con rồi. Thì tập hôm nay mình sẽ chọn ra một em, đó chính là em Gallimimus nha các bạn. Đó, mình có 5 cái DNA của nó luôn. Đầu tiên thì mình sẽ cho nó vào mấy cái thùng cái ghép cái đã. Đó, cho nó hết vào. Ồ, mình chưa bỏ sữa vào hả? Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ sữa vào thôi các bạn ơi. Đây, ba em nữa. Ây da da, sao vứt ra tùm lum quá vậy? Ây da, tôi để lộn, bỏ sữa vào đây mới đúng. Rồi, cho cái DNA tiếp theo vào. Đó, và cái DNA thứ 5 cho vào luôn nha các bạn. Rồi, khá là xịn đây. Ok, thì nãy giờ mình cũng đang chờ nó sàng lọc một xíu ở đây. Chúng ta đang cho nó sàng lọc đất nè, nhưng mà vẫn chưa có mấy cái Dominican Ember. Trước khi tiến hành đi xây chuồng thì mình sẽ đi tham quan một xíu các bạn ơi. Đó, rồi chúng ta có thể leo thang lên được nè. Và chúng ta có thể ngắm nhìn được mấy em Velociraptor dưới đây nha các bạn. Tụi nó đang ngủ nè. Bọn này thì nó chỉ hoạt động về đêm thôi các bạn ơi. Trời ơi, nó ngủ mất tiêu rồi. Ở đây có một cái trứng nhỏ nhỏ nữa. Khá là đã các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, để mình đi xuống thôi. Bên đây chúng ta cũng còn một cái lối để đi xuống nữa. Đó, rồi, qua bên đây. Để mình coi thử bên đây là con gì đây. Ồ, bên đây chúng ta không thể ngắm nhìn nó được hả ta. Trời ơi. Đây là mấy con Dilophosaurus nha các bạn. Trời ơi, chúng ta không thể ngắm nhìn được rồi. Chắc mình phải sửa chuồng trong một cái thời gian sắp tới thôi các bạn ạ. Cái này chúng ta chỉ có thể bấm nhảy lên và nhìn nó thôi nè. Vậy là không được rồi. Đó, để mình đi qua bên đây mình coi thử. Coi thử tiếp tục các bạn ơi. Coi có cái nào cần phải sửa chữa hay không. Wow, như cái chuồng bên đây thì chúng ta có thể ngắm nhìn nó khỏe re luôn. Trong đây là mấy con Dinonychus nha các bạn. Nó khá là giống mấy con Raptor của mình đó. Mở cửa ra sao mà bị kẹt vậy? Thôi, chúng ta sẽ không vào đâu. Đó, như vậy thì nhìn nó rất là đã các bạn ơi. Mấy con này nó có khả năng leo tường đó các bạn à. Nên phải ốp cái trần ở trên hết. Đó. Rồi, qua bên đây. Cũng là một loại khủng long khá là bé tèo tèo tèo. Đó. Để mình vô coi thử nha. Đó. Đây, vì nó khá là bé nên mình làm hai lớp luôn. Tường hai lớp luôn á các bạn à. Đây là mấy con Compsognathus nha. Trời, bọn này nó nhỏ quá. Làm tôi phải đi tìm nữa nè. Nó ngủ hết các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua thăm một vài em ở kỷ băng hà nha. Đó, một vài em sống ở những cái thời kỳ lạnh giá. Để mình coi nào. Qua bên đây. Chúng ta sẽ gặp mấy con tê giác khổng lồ nè. Tê giác một sừng Elasmotorium nha các bạn. Và mấy cái con heo này nó không có chết hả ta? Nó không có bị hút các bạn ơi. Rồi, ở đây thì chúng ta có thêm mấy con voi Mammoth nha. Một đàn voi luôn. Một đàn voi luôn. Và nó ăn sạch cỏ rồi. Tôi mới cho ăn mà sao nó ăn rất là nhanh các bạn ơi. Nó đang chơi đùa với cái quả banh kìa. Còn bên đây là chim đu đu các bạn ạ. Mình có đặt thêm mấy cái Rusting Bot ở trong nữa. Rusting Bot. Đó. Rồi. Và bên đây là nơi của mấy con hổ răng kiếm nha các bạn. Đây, Smilodon. Hổ răng kiếm. Chắc mấy cái chuồng này thì mình sẽ tiến hành thiết kế lại sau quá. Chứ chúng ta nhảy lên mà nhìn thì nó hơi bị khổ các bạn ơi. Ok. Đó. Chắc khi apply á, mình sẽ tiến hành mình sửa lại nha. Rồi bây giờ qua bên đây. Mình sẽ tiến hành xây chuồng cho em Gallimimus nha các bạn. Thì cái chuồng này mình sẽ xây bằng đá. Đó, bằng stone brick cũng như là reinforced glass nha các bạn. Đá và kính cường lực. Tuy cái bọn Gallimimus này nó không có khả năng mà phá chuồng. Nhưng mà mình vẫn sẽ dùng kính cường lực để... Tại vì kính cường lực nó rất là trong suốt. Nhìn từ ngoài vào nó rất là đẹp luôn. Cái chuồng này thì mình sẽ xây với kích thước là 39x39 nha các bạn. Đó, 39 ô. Đó,
xây ra như thế này nha các bạn. Tại sao lại là 39 mà không phải là 40? Tại vì cái cửa các bạn à. Ồ, mình muốn xây một cái cửa đơn lẻ thôi. Ở đây thì mình sẽ tiếp tục. À lộn, 39 chứ không phải là 49. Tôi lộn. Rồi, thêm hai cục, mà một cục nữa chứ. Tại vì nó có sẵn một cục rồi, chúng ta chỉ cần kéo thêm ra 38 block nữa thôi. Rồi, mình sẽ kéo thêm cái chiều này luôn nha các bạn. Đó, đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục kéo ra thêm 38 ô nữa nha. Đó, kéo ra thêm nào. Có cái con bọ hay con gì kìa. Ok, mình sẽ kéo ra ngoài này luôn. Wow, có con heo nữa nè. Hello mày. Rồi, ở đây thì mình sẽ ghép lại với bên kia luôn nha các bạn. Hình như là chúng ta xây đúng kích thước rồi đó. Đó. Rồi, kéo lại qua bên đây thôi. Ok, kéo qua đây. Rồi, thì ở đây mình sẽ tiến hành xây xây lên 9 ô nha các bạn. Tại vì nó có một ô sẵn rồi. Nó sẽ lên 9 ô. Đó, và mình sẽ nối tạo thành một cái khung trước đã. Ok, mình sẽ tiến hành làm nhanh luôn nha.
Cuối cùng thì cũng xong cái chuồng các bạn ơi. Đó, mình ốp mấy cái slab ở trên đây á để cho bọn quái nó không có spawn được á. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi xuống dưới và trang trí luôn nha. Đó, chúng ta sẽ tiến hành trồng thêm cây vào trong đây. Cái chuồng này thì mình không có dự định xây mấy cái hồ nhân tạo các bạn ơi. Đó, như vậy là được luôn rồi. Cần gì mà phải dùng tới mấy cái hồ nhân tạo chứ. Đây, đầu tiên mình sẽ trồng một cái cây cây rừng thật là to chỗ này. Quá bự luôn. Chúng ta sẽ trồng thêm một cây nữa bên đây luôn nha các bạn. Đó, hai cây. Cây này có vẻ lùng hơn một xíu. Nó nên thêm một cây nữa không ta? Tiếp theo là mình sẽ đặt mấy cái cây Paleograph luôn nha. Đó, Paleograph. Mấy cây này thì thường nó sẽ mọc theo bầy các bạn à. mọc theo từng nhóm luôn đó. Trời ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Có vẻ chúng ta sẽ trồng thêm một cây nữa ở chỗ này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục qua mấy cây đâu rồi. Ôi, mình không có đem theo cái loại đó hả ta. Mình sẽ qua mấy cây gỗ sồi sẫm màu nha các bạn. Nó lên rồi kìa. Trời ơi. Và chúng ta sẽ trồng ở chỗ này một cây nữa đi. Một cây gỗ sồi sẫm màu nữa. Đó, các bạn nó cũng khá là trống. Mình sẽ thêm một cây Paleograph chỗ này luôn nha. Đó, cho nó bớt trống lại. Và một cây gỗ sồi sẫm màu nữa ở chỗ này luôn. À, xịn ngay. Rồi, còn lại chúng ta sẽ tiến hành bón cỏ cho nó. Đó, cho nó rậm rạp hơn một xíu bạn ơi. Rồi, tiến hành bón cỏ cho nó thôi. Cái bọn Gallimimus này á các bạn ơi. Hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa biết nó là ăn cỏ hay là ăn thịt. Người ta xếp loại chúng nó là ăn tạp luôn đó các bạn à. Tức là vừa ăn cỏ vừa ăn thịt được luôn đó. Nói chung toàn bộ chỉ là giả thuyết thôi. Rồi, các bạn là xong rồi đó nha. Mình sẽ tiến hành dọn dẹp mấy cái loại cây cũng như là bột xương ở đây lại. Bây giờ mình sẽ cần chế tạo thêm feeder các bạn ơi. Chúng ta sẽ tạo thêm mấy cái feeder đi. Mình sẽ cần 8 cái feeder. Để chúng ta search cái công thức của nó coi. Feeder. Wow. Công thức cần xô hả? Mình sẽ thêm 7 cái xô nữa. Rồi, 8 cái xô. Quá hợp lý luôn. Chúng ta sẽ cần 8 cái nút. 8 cái nút. Có vẻ mình thiếu đá rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ lấy thêm đá ra thôi. Đó. Đá thì mình có rất là nhiều, mình có thể chisel ra lại được. Chisel nó cho nó thành đá nhẵn nè. Và bỏ nó vào trong cái ba lô chế tạo. Rồi, 8 cái feeder. Đây rồi, đó, rất là nhanh gọn lẹ luôn các bạn ơi. Ok, đây thì mình sẽ tiến hành lấy thịt ra luôn nha. Đó, đây mình có chuẩn bị sẵn rất là nhiều thịt luôn nè. Nói vậy chứ nó cũng không có nhiều lắm đâu các bạn ơi. Trời ơi. Rồi, mình sẽ đặt ở đây một cái đi. Đó, chúng ta sẽ chia đều ra cho nó hợp với cái chuồng cái đã. Bên đây một cái nữa. Ok, qua bên đây đặt một cái ở đây luôn đi. Đó. Wow, khá là xịn. Chỗ này một cái nữa các bạn ơi.
Rồi, 4 cái nữa thôi đúng không? 4 cái nữa thì đặt rất là dễ dàng luôn. Chỗ này một cái. Cứ đặt một cái feeder xuống là mình lại cho thịt vào luôn các bạn ơi. Ok, và cái cuối cùng mình sẽ đặt chính giữa đây đi. Chỗ này nó hơi bị thiếu nè. Đó, cho thịt vào. Ok. Rồi, giờ để mình tiến hành mình cất lại đồ cái đã. Ở đây thì mình cũng sẽ thả mấy cái trái bon ra luôn nha các bạn. Cũng như là trang trí lại mấy cái đồ chơi cho cái bọn này nó thoải mái đi. Đó, rất là nhiều đồ chơi luôn. Đây, đầu tiên mình sẽ thả tầm 10 trái bon xuống nha các bạn. Rất là nhiều bon luôn. Cho bọn này tha hồ mà chơi nha. Rồi, 3 trái nữa thôi. Và ping, đủ rồi các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ cất lại. Rồi bây giờ mình sẽ đặt luôn mấy cái crusting boss này luôn nha. Đó, mấy cái này chúng nó cũng hay chơi với mấy cái này lắm các bạn ạ. Đây, chỗ này một cái nữa nè. Rồi, 2 cái nữa đúng không? Và ở đây một cái nữa đi. Hợp lý. Ồ, và cuối cùng là mấy cái cheater block nha. Cheater lock. Đó, mấy cái khối gỗ nè các bạn ạ. Cái gỗ lủng lẳng này nè. Chúng ta đặt ra cho nó đung đưa chơi. Đó, nó đều tăng mấy cái điểm vui vẻ cho cái bọn khủng long hết nha các bạn. Wow, khá xịn ha. Ok, mình còn thiếu 4 block nữa đúng không? Chúng ta sẽ lấy mấy cái block paleo wrap ra và tiến hành đặt nó ở đây. Đó, 3 block nữa đúng không? Lấy thêm 3 block nữa ra nào. Rồi, mình sẽ đặt một cái ở chỗ này đi. Đặt thấp thấp xuống. Đặt cao quá sợ tụi nó với không tới. À không, kích thước của nó cũng khá là to các bạn à. Nên khỏi phải lo về cái điều này. À, xong rồi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh luôn nha các bạn. À, ở đây mình đã có 5 cái trứng. 5 cái trứng của Gallimimus rồi. Chúng ta sẽ đặt ở chỗ này đi. Bên đây mình sẽ đặt 3 cái luôn nha. Nói chung đặt để cho nó ấm á các bạn à. Với lại cho nó gần mình. Trong bán kính 6 ô là nó sẽ tự thu phục luôn. Ok, để mình lấy cái cuốn Trinopedia ra để mà kiểm tra cái nào. Coi nó có đang ấm hay không. À dạ, đập cái này đi. Cái cỏ này thiệt là đáng ghét. 21% rồi. Và vẫn đang rất là ấm các bạn ơi. Khá là tuyệt rồi. Ở đây chúng ta sẽ tiến hành đi chờ nó thôi. Rồi, mình sẽ chờ nó nở một xíu nha các bạn. Wow, cuối cùng thì nó cũng lên 90%. Và mấy cái quả trứng của mình nó đang bắt đầu rung lắc rồi các bạn ơi. Cứ đạt 90% là tụi nó rung lắc như vậy đó. Rồi, để mình chờ xem các bạn ơi. Tôi thử hình dáng của mấy em Gallimimus này. Bạn thấy chưa? Rất là đẹp luôn, con đầu tiên đã xuất hiện. Con thứ hai. Xịn nha. Bên đây, con thứ ba đã ra lò. Con thứ tư và con cuối cùng. Wow, bọn này nó cũng ăn cỏ luôn các bạn ơi. Đúng là ăn tạp thật sự. Ok, đây mình sẽ vừa cho nó ăn thịt luôn nè. Cho nó một miếng thịt. Hình như nó ăn cỏ no các bạn ơi. Ôi ôi, quá xịn. Và mấy em Gallimimus này nó cũng hoạt động theo đàn nữa các bạn ơi. Con này đứng đây làm cái gì vậy? Đá bóng hả? Đây là một con female, một con cái các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy thực đơn ăn uống của nó kìa. Rất là kinh khủng luôn. Ok, thì ở đây mình sẽ cho nó uống nước cốt gà vào luôn nha các bạn. Con này thì... đó, nó hoạt động theo đàn nè. Đó, bạn có thể thấy. Và nó hoạt động vào ban ngày thôi. Ban đêm mình nó sẽ ngủ. Đó. Để mình cho nó uống nước cốt gà. Để coi thử... tới bao nhiêu thì nó sẽ đạt cái kích thước tối đa nha. Phải lấy thịt này ra mới đúng. Đang chơi với mấy cái Rusting Boss kìa các bạn. Wow, khá xịn. Con này nó cũng nằm trong cái nhóm là tự kiếm ăn nữa. Rất là dễ chịu cho chúng ta luôn. Uống nước cốt gà. Nó đang dần bự lên các bạn ơi. Khá là to các bạn à. Ôi ôi, kinh khủng. Nó đã đạt 10 ngày tuổi. Tức là
10 ngày tuổi thì nó sẽ đạt cái kích thước tối đa rồi, nó sẽ không phát triển kích thước nữa các bạn à. Wow, chúng ta có thể cưỡi nó nè. Đó, đã chưa? Chạy cực nhanh luôn. Ui. Nhìn nó cũng nào nào. Cái con đà điểu ha. Đó, mình sẽ bón lại một mớ bột xương ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra tiếp. Đây là con gì đây? Đây là một con đực các bạn ơi. Wow, khá xịn. Quá tốt với chúng ta rồi. Đó, một con đực có thể duy trì nội giống được rồi đó. Ok, cứ nó đã maximum rồi các bạn ạ. Con đực thì nhìn nó hơi khác một xíu. Con đực thì cái màu trên đầu á nó màu đỏ các bạn ạ. Wow, cởi cũng chạy rất là nhanh luôn, khá xịn, quá xịn, quá xịn luôn. Ok, mình sẽ cho nó bột xương ở đây. Chắc bây giờ mình sẽ tăng cái kích thước tối đa cho tất cả các em Gallimimus trong cái chuồng này luôn nha các bạn. Ok, cho nó lên kích thước tối đa thôi. Ây da, con này nó cứ chạy vòng vòng các bạn ơi. Ôi ơi. Tại vì khi cho nó mấy cái nước cốt gà thì nó sẽ bị đói các bạn à. Nó sẽ bị đói ngay lập tức thôi. Và con này theo bản năng là nó sẽ tự đi kiếm ăn liền. Quá xịn, quá xịn, quá xịn. Ok, để mình coi nó là con đực hay con cái. Ôi, nó chạy đi đâu rồi? Ta-da, đây là một con cái luôn các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã có hai con cái và một con đực. Phải kiểm kê dân số cho thật kỹ. Đây là một con đực nữa. Quá quá đã các bạn ơi. Hai con đực, hai con cái rồi. Đã nha. Ok, mình sẽ cho nó lên kích thước tối đa thôi. Wow, nó ăn cực kỳ bão các bạn ơi. May mà mình có rất là nhiều bột xương đó. Con này khá là chịu ăn cỏ ta. Ôi ơi, khá là chịu ăn thực vật đó các bạn ơi. Đó, bón lại cho nó cần thì nó sẽ ăn tiếp các bạn ạ. Đâu rồi? Đó, rồi, nó đã maximum kích thước rồi các bạn ạ. Ok, và cái con cuối cùng này là con đực hay là con cái đây? Ta-da, một con đực nữa các bạn ơi. Vậy thì chúng ta có tổng cả thảy là 3 con đực và 2 con cái nha. Quá đã luôn. Ở đây mình còn lú nữa nè. Đó, chúng ta có thể cho nó ăn lú được các bạn ạ. Mỗi lần ăn thì nó sẽ ăn 2 lú ha. Quá là tốt luôn. Ok, và nó đã đạt maximum kích thước luôn rồi. Và tất cả bọn này thì nó đều hoạt động theo đàn hết nha. Đó, tức là nó sẽ có một cái con đực, nó sẽ chỉ đạo các bạn à. Nó sẽ chạy theo một cái con đó thôi à. Ok. Khá xịn, khá xịn. Ôi ôi, nó cởi ra các bạn à. Ôi, con này nó tự động đi luôn. Ghê quá ta. Nó tự động đi luôn nè các bạn nè. Chúng ta có thể điều khiển nó được, nhưng mà để nó tự động đi như vậy cũng được luôn. Wow, có vẻ là nó đang đi theo đàn đó các bạn à. Con này thì nó không tự động đi. Chúng ta có thể chạy nó khá là thoải mái, khá là nhanh luôn. Wow, quá xịn. Ok, thì bây giờ mình sẽ đưa các bạn một vài thông tin về em Gallimimus này nha.
Đó là một vài cái thông tin về em Gallimimus rồi đó các bạn ơi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn like fanpage Fury Gaming cũng như là theo dõi Facebook của mình để cập nhật thêm nhiều thông tin hơn nữa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. We'll be right back.